Công dụng thứ nhất là nó sẽ bồi bổ cơ thể chúng ta, nó trừ phong thấp, trị đau đau xương do phong thấp, nhất là những cái vấn đề về tê bại chân tay ở người cao tuổi, tê bì chân tay, tê bại chân tay, co quắp rồi đó, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tuyệt vời. Đặc biệt nữa là loại cây này nó có thể giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nè, rồi nó giúp chúng ta kháng tế bào ung thư và virus rất là tuyệt vời trong cái mùa dịch này. Xin chào các anh chị, rất vui khi được gặp lại các anh chị mình trên kênh Phan Hải Channel. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái loại cây nó rất quen thuộc với của anh chị mình luôn. Chỉ cần Hải nói tên thôi là của anh chị mình biết liền. Cây này thì mình một đứa trẻ nó cũng biết cái tên đó nữa. À, loại cây này nó giúp chúng ta bồi bổ cơ thể rất là tuyệt vời, bởi vì nó là thuộc họ nhân sâm mà, nó rất là bổ dưỡng cho cơ thể chúng ta, rất là thích hợp cho những người bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp. Nhưng nó có một cái hay nữa là nó có thể giúp chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp cho phong thấp của những người già, tê bì tê bại chân tay, rất tuyệt vời đó. Và đặc biệt nó có thể, bởi vì nó có thể hỗ trợ cho những người bị suy nhược cơ thể mà, nó sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch lên, nó sẽ kháng được tế bào ung thư và virus, rất là tuyệt vời. Với những các anh các chú các bác mà bị về vấn đề liệt cần yếu mềm xuất sớm rồi đó, thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất tuyệt vời từ một loại cây này. Bây giờ hãy xin mời các anh chị cùng hãy đi tham khảo cái loại cây này ha. Thì đây này các anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây đọt của nó đây, và lá của nó đây. À, chắc hẳn có một số của anh chị mình nhận ra rồi. Bởi vì hôm trước á, mình chia sẻ của anh chị mình cái cây ngũ gia bì gai á, nó trị đau lưng á, đau nhức xương khớp á, thì rất nhiều của anh chị mình hỏi Hải là cây ngũ gia bì thường này nè có sử dụng được hay không và công dụng như thế nào. Thì cây ngũ gia bì gai á, thì nó cũng trị đau nhức xương khớp do phong thấp rất là tuyệt vời. Và cây ngũ gia bì này, cây ngũ gia bì thường này á, nó còn hay hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó là thuộc họ của nhân sâm, nó cùng họ với nhân sâm, cho nên nó rất là bổ và nó vừa trị đau nhức xương khớp nữa và rất là nhiều công dụng tuyệt vời. Cái ngũ gia bì chân chim này á là mình chia sẻ cách đây khoảng một năm mấy rồi và 2-3 lần rồi, nhưng có một số của anh chị mình mới vào xem thì chưa thấy, cho nên là hãy sẽ chia sẻ lại cho anh chị mình ha. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái thông tin về cái ngũ gia bì này, và cái cách sử dụng thì rất là đơn giản, thì hãy sẽ chia sẻ rất là rõ ràng về những công dụng để chúng ta sẽ nắm bắt được công dụng của nó. Cho nên video có thể là hơi dài, cho nên các anh chị nào nếu không có đủ thời gian thì chúng ta tắt rồi tạm dừng, rồi khi nào mà có thời gian chúng ta sẽ tham khảo lại ha. Rồi, cái ngũ gia bì chân chim này người ta cũng hay gọi là sâm nam hoặc là cây lá lằn. Loại này thì như Hải đã nói, nó cùng họ với nhân sâm, nó thuộc họ ngũ gia bì. Tính vị của nó là đắng chát và tính ôn. Ở trong cây này là nó có chứa rất là nhiều hoạt chất, nó giống như nhân sâm bởi vì nó cùng họ mà, ví dụ như là saponin, tannin và tinh dầu. Tinh dầu nó rất là nhiều, tập trung ở vỏ thân và vỏ rễ. Đó, thì bộ phận dùng của cây này á, thì cũng là vỏ thân và vỏ rễ luôn. Cái lõi của nó không có tác dụng, nhưng nó cũng không gây hại, không có độc, không có hại. Nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng là cái vỏ thân và vỏ rễ. Nếu cái rễ nào mà nhỏ thì chúng ta lấy cái rễ luôn. Cái rễ nào mà nhỏ nhỏ như này chúng ta lấy cái rễ khỏi cần lấy vỏ. Còn cái rễ nào mà lớn chúng ta lột vỏ. Cái thân lớn chúng ta cũng lột vỏ. Và cái lá này á, thường người ta để sử dụng là để điều trị sưng đau, ví dụ như ta đắp đâm do dập lên, đắp lên chỗ sưng đau, chỗ bị va đập á, thì nó sẽ giảm sưng đau. Ngoài ra thì cái lá cũng không có dùng trong những cái bài thuốc, thường thì người ta chỉ dùng là cái vỏ thân và vỏ rễ thôi. Đó, thì cái cây này là nó, cái cây ngũ gia bì này nè, thì nó trung bình của nó là từ 5 đến 8 lá, từ 5 đến 8 lá. Và rất là nhiều của anh chị mình hỏi Hải là cái loại ngũ gia bì mà lá đốm trắng có sử dụng được hay không. Theo Hải là chỉ sử dụng cái cây bình thường như thế này thôi, còn cái lá cây cảnh mà đốm trắng á, thì chúng ta không sử dụng. À, chỉ sử dụng cây này thôi. Dao động từ 5 đến 8 lá. Cây này 7 lá này các anh chị. À, cây này 8 lá này các anh chị. Đó. Và bây giờ hãy xin mời các anh chị mình đi vào những công dụng rất là tuyệt vời từ cây này ha. Đó. Công dụng thứ nhất là nó sẽ bồi bổ cơ thể chúng ta, nó trừ phong thấp, trị đau xương do phong thấp. Nhất là những cái vấn đề về tê bại chân tay ở người cao tuổi, tê bì chân tay, tê bại chân tay, co quắp rồi đó. Thì nó sẽ hỗ trợ rất là tuyệt vời từ một cái loại cây như thế này.
Ngoài ra thì nó còn trị những cái bệnh ngoài da, ví dụ như lở ngứa nè, eczema nè, rồi những cái bệnh phù thủng, rồi những cái vết thương sưng đau, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là tốt từ một loại cây như thế này. Đặc biệt nữa là loại cây này nó có thể giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nè, rồi nó giúp chúng ta kháng tế bào ung thư và virus rất là tuyệt vời trong cái mùa dịch này. Nó làm giảm cái cơn hen suyễn, cơn ho suyễn và lông đờm, và nó kháng viêm. Từ đó nó hỗ trợ về vấn đề là bị hen suyễn nè, bị viêm họng nè, rồi ho rồi đó. Nó cắt cơn ho rất là tuyệt vời từ loại cây này. Nó sẽ cải thiện sinh lý do suy nhược cơ thể, do thận yếu, rất tuyệt vời. Bởi vậy cho nên hôm nay Hải mới chia sẻ những cái công dụng rất tuyệt vời từ một cái loại cây như thế này. Đôi khi chúng ta thấy nó, chúng ta nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng nó không đơn giản tí nào. Rồi, video thì hơi dài, xin mình cũng xin mình ngay từ đầu mình đã nói rồi, cô bác chị mình thông cảm cho Hải ha. Bởi vì công dụng của loại cây này nó rất là tuyệt vời, bởi vì nó cũng thuộc là một cái dạng nhân sâm, thường hay gọi nó là sâm nam hoặc là cây lá lằn, rất là tuyệt vời cho những người bị suy nhược cơ thể, bị huyết áp thấp, bị thiếu máu, huyết áp thấp rồi đó, thì sử dụng cây này nó sẽ rất là tuyệt vời. Và cái bài thuốc thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Sau cái bài thuốc thì Hải sẽ có cái lưu ý cho anh chị mình, của anh chị mình nên tham khảo cho kỹ ha. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng mà không có tham khảo cái lưu ý thì đâm ra chúng ta không nên sử dụng, bởi vì không phải ai cũng sử dụng được đó. Thì bài thuốc thứ nhất dĩ nhiên rồi, nó sẽ hỗ trợ chúng ta trị đau nhức xương khớp nè, mệt mỏi nè, rồi tay chân tê bại nè, đó, tê chân tê bại nè ha, rồi suy nhược cơ thể nè, rồi liệt dương nè, đó. Thì như vậy thì cô bác chị mình sử dụng cho Hải là 100g. Cái cách mà để chúng ta bào chế nè, Hải sẽ chia sẻ một lần cho cô bác chị mình tham khảo ha, cách bào chế nè. Thì chúng ta như Hải đã nói, cô bác chị mình lấy cho Hải là cái vỏ thân và vỏ rễ. Nhớ là cây lớn, còn cây này nhỏ lắm, cây mà khoảng chừng ngón tay trở lên thì chúng ta mới lột vỏ được. Thì sau khi lột vỏ xong á, cô bác chị mình rửa cho sạch đi và để nguyên. Để nguyên, đừng có chặt nhỏ nha, đừng chặt nhỏ, bởi vì trong cái vỏ cây này nó có rất là nhiều cái tinh dầu. Nếu chúng ta chặt nhỏ và chúng ta phơi khô thì cái tinh dầu nó sẽ bay hết, bốc hơi hết, thì nó rất là ổn. Thì chúng ta lột dài dài á, lột dài dài đi, và chúng ta sẽ rửa sạch và cô bán chị mình á là phơi khô. Và nhớ phơi trong bóng râm, bởi vì á là nó có tinh dầu, chúng ta phơi ngoài nắng gắt á thì nó sẽ bay cái tinh dầu hết, và chúng ta sẽ phơi âm can, phơi trong bóng râm. Đó, trời nắng gắt thì chúng ta phơi trong bóng râm, trời mà nắng yếu á thì chúng ta phơi ngoài nắng. Tránh đi cái nắng trực tiếp, nắng gắt ở ngoài trống. Như vậy thì nó sẽ giảm đi cái vấn đề mà nó bị bay tinh dầu. Cái tinh dầu đó rất là tuyệt vời để chúng ta trị đau nhức xương khớp. Thì nếu chúng ta làm xiên thì chúng ta sau khi phơi khô, chúng ta có thể tẩm một ít rượu vào và chúng ta xao vàng và chúng ta sẽ sử dụng. Còn nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta chỉ cần phơi khô thôi và chúng ta sẽ sử dụng ha. Cách sử dụng thì sau khi đã bào chế như vậy rồi thì cô anh chị mình lấy cho Hải là 100g, có nghĩa là một lạng ha. 1kg nó có 10 lạng, 1kg nó có 1000g, thì chúng ta chỉ lấy 100g thôi. Và cô anh chị mình bỏ vào một cái bình. Đó, bỏ một cái bình. Cái bình sành hoặc bình miễn cũng được. Như vậy thì chúng ta sẽ ngâm thuốc nó ngon. Sau khi đã bỏ vào bình rồi thì cô anh chị mình đổ cho Hải 1 lít rượu gạo lò nấu ở độ 35 đến 40 độ. 35 đến 40 độ, rượu trắng đó, đổ vào và chúng ta sẽ ngâm. Ngâm ha, ngâm nhớ để nơi thoáng mát, lâu lâu lại lắc cái bình. Trong vòng 10 ngày sau thì cô bán chị mình có thể sử dụng được rồi. Mỗi lần sử dụng thì mỗi ngày sử dụng, cô bán chị mình sử dụng cho Hải là mỗi ngày là 30ml, và tốt nhất là uống trước khi ăn buổi tối, buổi chiều á, trước khi ăn buổi chiều, ăn cơm xong rồi chúng ta ngủ á, đó thì chúng ta sẽ uống trong bữa ăn đó cũng được, và trước bữa ăn đó cũng được, uống trong bữa ăn thì càng tốt hơn. Như vậy thì cứ duy trì cho Hải uống như vậy, uống hoài đó, mỗi ngày thì uống 30ml. Đó, như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta, nó giúp chúng ta nè, về vấn đề xương khớp nè, về mệt mỏi nè, suy nhược cơ thể nè, rồi tay chân tê bại nè, rồi yếu mềm nè, liệt cần nè, xuất sớm của mấy anh mấy chú. Đó là bài thuốc ngâm rượu đó. Còn nếu mà ai á, mà không uống rượu được thì bài thuốc thứ hai đây. Rồi, bài thuốc thứ hai nè, nó hỗ trợ chúng ta điều trị suy nhược cơ thể nè, huyết áp thấp nè, rồi vấn đề xương khớp, mệt mỏi nè, liệt cần nè. Đó, như cái bài thuốc thứ nhất thôi, nhưng mà cái dạng này là chúng ta không có ngâm rượu, dành cho những người không uống rượu ha. Thì những ai huyết áp thấp chúng ta sử dụng bài này ha. Rồi, chúng ta sẽ sơ chế thì cái vỏ rễ và vỏ thân giống nãy thôi. Nhưng mà nó có khác một tí là chúng ta sẽ tán thành bột ha. Sao vàng tán thành bột. Đó, tán thành bột xong, của anh chị mình là cho một ít mật ong vào để làm gì ạ? Trộn cho đều đi để chúng ta vò viên lại được, không có nó không có mật ong thì nó rã, nó bời rồi, chúng ta không có vò viên được. Thì của anh chị mình nên là trộn một ít mật ong vào cho ẩm xong chúng ta vò viên. Vò viên thì vò viên lại cái viên của nó đó thì nó bằng cái hạt bắp hoặc hạt ngô
ha, cái viên của nó, cái kích thước nó là bằng cái hạt bắp của hạt ngô. Đó, nhớ là như vậy ha, nhỏ hơn cũng được, đừng nó lớn hơn. Sau khi chúng ta vò viên lại được rồi á, thì các anh chị mình bỏ một cái hũ để chúng ta sử dụng dần. Đó, thì mỗi lần sử dụng á, chúng ta sử dụng từ 3 đến 5 viên như vậy sau bữa cơm. 3 đến 5 viên bột như vậy sau bữa cơm. Và sử dụng một ngày là 2 lần, 1 đến 2 lần. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là trị huyết áp thấp, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rồi đau nhức xương khớp do phong thấp, rồi chân tay tê bại, rồi tê tê bì. Đó, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ uống 20 ngày và chúng ta nghỉ 10 ngày. Không uống liên tục ha. Uống 20 ngày, nghỉ 10 ngày. Uống 20 ngày, nghỉ 10 ngày. Nghĩa là một tháng chúng ta chỉ uống 20 ngày thôi. Đó, như vậy khi nào mà chúng ta cải thiện cái bệnh của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ ngừng. Hoặc là chúng ta mỗi mỗi tuần chúng ta uống một hai lần để nó duy trì cái ổn định của cái bệnh. Đó. Và đây là cái lưu ý cho các anh chị mình khi mà chúng ta muốn sử dụng cái cây ngũ gia vị này, thì người á mà bị nóng trong người hoặc là phụ nữ có thai đang cho con bú trẻ em dưới 12 tuổi đó, thì chúng ta không nên sử dụng cái ngũ gia vị này. Ngoài ra khi mà muốn sử dụng thì hãy hỏi thăm qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa đã từng khám bệnh cho các anh chị mình. Không được tự ý điều trị bệnh, tự ý đoán bệnh rồi điều trị bệnh là không được. Bởi vì khi muốn khám bệnh thì chúng ta phải cần có những người có chuyên môn cao, ví dụ y bác sĩ. Nếu y bác sĩ không khám được thì y bác sĩ sẽ nhờ đến cái thiết bị y tế hiện đại, máy móc. Như vậy thì nó mới lòi ra cái bệnh và chuẩn bệnh, chuẩn đoán bệnh cho nó đúng. Chúng ta tự ý mà chúng ta đoán bệnh là không sai, là nó sẽ sai, nó không đúng ha, không chính xác. Như vậy thì nó sẽ không tốt cho vấn đề điều trị, nó sẽ gây mất thời gian. Như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những công dụng rất là tuyệt vời từ cái ngũ gia bì này. Ngũ gia bì chân chim hoặc gọi là sâm nam. Đó, hoặc là gọi là cây lá lằng thì rất là tuyệt vời. Nếu như không biết thì chúng ta chỉ trồng để làm kiểng chơi thôi. Đôi khi Hải đi Hải thấy có một số nhà người ta trồng cái cây này mà nó lớn, nó nhiều lắm, người ta không biết sử dụng. Đôi khi nó nhiều quá, nó rập quá, nó tùm quá, người ta chặt, người ta bỏ bớt, rất là uổng luôn. Và đặc biệt Hải xin lưu ý rằng cây ngũ gia bì này là nó có nhiều loại lắm. Cái loại Hải đang cầm là loại bình thường, có những cái loại lá nó tròn mà nó lớn ha, tròn mà lớn. Rồi có những loại mà cái lá nó có đốm vàng, đốm trắng đó, thì nó rất là nhiều loại. Ở đây là Hải chỉ chia sẻ cái cây ngũ gia bì chim chim này thôi. Còn những cái loại kia khi nào có dịp thì Hải sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình. Ở đây Hải chỉ chia sẻ cái loại này thôi ha, loại này thôi. Còn những cái loại kia thì khi nào mà có dịp Hải gặp nó thì Hải sẽ chia sẻ lên cho anh chị mình. Thì Hải đã lưu ý ngũ gia bì có rất là nhiều loại, nhưng Hải chỉ chia sẻ cái loại chim chim này thôi. Đó. Ngoài ra thì ở những cái cây kiển mà du cây kiển mà có những loại cây kiển cái cảnh mà nó có cũng hình thức nó cũng giống vậy, nhưng không phải như của anh chị mình nha, không phải nha. Đó. Thì của anh chị mình nên quan tâm, nếu không có đủ thông tin thì chúng ta nên tìm hiểu thêm ở trên Google hoặc ở các tiệm thuốc đông y. Đó, chúng ta đến mua thôi. Chúng ta không có hiểu nhiều về nó thì chúng ta mua thôi, cho nó đỡ lộn, người ta đã sơ chế bào chế xong hết rồi, chúng ta chỉ về và làm thôi. Cái giá thành của nó thì không có mắc, nhưng mà nó rất là tuyệt vời để chúng ta hỗ trợ điều trị, bồi dưỡng cơ thể, bồi bổ cơ thể rất là tốt. Rồi, thì cuối video hãy cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy thì luôn muốn tìm những loại cây quen thuộc, thân thuộc như thế này để hỗ trợ và chia sẻ lên của anh chị mình để chúng ta tham khảo những bài thuốc dân gian mà ông bà ta đã để lại cho chúng ta. Rồi thì cuối video hãy cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hãy đến đây hãy xin được kết thúc bây giờ. Xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại các anh chị mình vào ngày mai nha.